Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuận Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, tối nay vào lúc 22:30 sẽ diễn ra trận đấu giữa Arsenal với Tottenham trong khuôn khổ vòng 6 giải Ngoại hạng Anh. Thưa quý vị và các bạn, Arsenal khởi đầu giải Ngoại hạng Anh với thành tích không thể tệ hơn khi toàn thua 3 trận đấu đầu tiên và không ghi được bàn thắng nào. Thầy trò huấn viên Mikel Arteta đã thiết lập hàng loạt những kỷ lục buồn chưa từng có trong lịch sử của đội bóng ở sân chơi cao nhất nước Anh. Có nhiều nguyên nhân khiến Arsenal nhận kết quả thất vọng ở 3 vòng đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh, như các tân binh chưa đủ thời gian để hòa nhập, chấn thương tàn phá đội hình. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất đó là lịch thi đấu của Arsenal quá nặng, bởi sau trận thua sốc trước hiện tượng Brentford thì pháo thủ đã gặp Chelsea và Man City, hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch của mùa giải năm nay. Ngoài sự chênh lệch về mặt lực lượng, chiều sâu đội hình thì kinh nghiệm cầm quân của huấn luyện viên Mikel Arteta cũng khó có thể so sánh được với huấn luyện viên Tuchel hay ông thầy cũ Pep Guardiola. Do đó, việc Arsenal thua lấm lưng trắng bụng là điều có thể hiểu được. Sau cơn mưa trời lại sáng, khi lịch thi đấu của Arsenal dễ thở hơn, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta từng bước tự gỡ bỏ áp lực cho mình. Họ đánh bại Norwich City và Burnley với cùng tỷ số 1-0 để thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng. Trước khi bước vào so tài với Tottenham tại vòng 6 giải Ngoại hạng Anh đêm nay, Arsenal cũng có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Wimbledon tại vòng 3 League Cup. Những chiến thắng của Arsenal chưa thực sự thuyết phục và vẫn còn nhiều điểm phải cải thiện, nhưng quan trọng hơn cả là pháo thủ đã biết giữ sạch lưới và tìm lại được sự tự tin. Đối thủ của Arsenal ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh lại ở tình cảnh trái ngược hoàn toàn. Gà trống dưới sự chỉ huy của tân huấn luyện viên Nuno Santo đã có khởi đầu như mơ khi toàn thắng 3 trận đấu đầu tiên. Chính Tottenham là đội bóng khiến nhà đương kim vô địch Man City gục ngã ngay ở trận ra quân. Tuy nhiên, việc Harry Kane chưa tìm lại được bản năng sát thủ như mùa giải trước và những sai lầm cá nhân khiến Tottenham thua liền 2 trận trước Crystal Palace và Chelsea với cùng tỷ số 0-3. Từ vị trí dẫn đầu, gà trống văng khỏi top 4. Huấn luyện viên Nuno Santo, nhân giải huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng, lại đứng trước áp lực bị sa thải. Kể từ sau trận thua Crystal Palace thì Tottenham đã có chuỗi 4 trận liên tiếp không thể giành chiến thắng trong 90 phút ở vòng 3 League Cup diễn ra giữa tuần qua. Tottenham bị Wolves cầm hòa với tỷ số 2-2 và chỉ có vé đi tiếp khi thắng trên loạt đấu súng. Phong độ nghèo nàn của Tottenham khiến trận derby của đội bóng này với Arsenal trở nên cân bằng và khó đoán định hơn. Ở cuộc đọ sức này, Arsenal có lợi thế sân nhà và tâm lý tốt hơn. Bên cạnh đó, pháo thủ cũng có thành tích đối đầu tốt hơn khi bất bại 25 trên 27 trận gần nhất trên sân nhà trước đội bóng cùng thành phố ở mọi mặt trận. Rõ ràng, cơ hội để huấn luyện viên Mikel Arteta giành điểm, thậm chí là một chiến thắng ở trận đấu này là rất sáng. Tuy nhiên, trước rằng người Tây Ban Nha cũng cần phải lưu ý rằng Tottenham chơi phòng ngự phản công rất sắc. Trong một ngày đẹp trời, những pha bứt tốc kinh hoàng, bản năng sát thủ của Son Heung-min và Harry Kane hoàn toàn có thể xé toang ở phòng ngự và mảnh lưới của pháo thủ. Do đó, huấn luyện viên Mikel Arteta có cơ hội, nhưng thách thức với nhà cầm quân này cũng rất lớn khi đối đầu với một huấn luyện viên Nuno Santo đầy toàn tính. Trận đấu giữa Arsenal với Tottenham trong khổ vòng 6 giải Ngoại hạng Anh sẽ vào lúc 22:30 tối nay 26 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Và trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên đài truyền hình K cộng. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh sau các trận đấu sớm. Liverpool vẫn đang dẫn đầu với 14 điểm. Đứng sau lũ đàn đỏ là có 4 đội có cùng 13 điểm là Man City, Chelsea, Manchester United và Everton. Hiện tại, Aston Villa, Brighton và West Ham cũng đứng sau với khoảng cách khá xích sao. Nếu như Brighton giành chiến thắng trước Crystal Palace ở trận đấu muộn, đội bóng này sẽ leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 15 điểm. Ở nhóm cuối của bảng xếp hạng thuộc về Leeds United, Burnley và Norwich City. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của trận đấu này? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.